Mọi người ở nhà tôi ai cũng gửi lời hỏi tham gia dịch cô hết. Nào, ở lại quay. Tôi để mời cô và mọi người tối nay đến nhà tôi chơi cho. Sau khi làm việc thứ nhất thì ra xong chúng tôi sẽ đến nhà bác. Nếu vậy thì tốt quá, tôi sẽ đợi cho một cô. Và còn điều này nữa, con gái của cô tên là gì vậy? À đúng rồi, chị. Tôi chưa bao giờ gặp con bé đâu hết. Chúng tôi không biết đưa hay tặng quà gì cho con bé vào dịp lễ này. Chúng tôi không biết. Ghét nhở. Nên tôi nghĩ hỏi cô thì chắc chắn là nó đó bác à, không phải là phong tục của chúng ta, mà đó là làm theo phong tục của xã hội thôi. Còn nữa tặng quà còn là điều vui cho tôi nữa. Tôi không đó gì mà có thể. Đấy, không biết đâu. Sorry. Hay là cô để chúng tôi đến.